do chiến tranh nguyên tử lần thứ ba nó hủy diệt trái đất, Đức Thầy sẽ trở về dùng phép màu lập lại Thượng Vân. Như vậy thì Đức Thầy ngài xác định là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập đời Thượng Vân. Như vậy thì quý vị biết nhiêu tín đồ ước ao được gần gũi Đức Thầy, nhưng mà Đức Thầy ở dưới mình có 7 năm 7 tháng 10 ngày, Đức Thầy vắng mặt năm nay trên dưới gần 5-70 năm. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy chúng ta sắp trở về. Như vậy thì ông Năm Hiệu có duyên gặp với Đức Thầy. Cách đây khoảng 5-70 năm, ông đã tu theo Thầy và ông đã về Phật. Như vậy thì cái người nào muốn có duyên lành gặp Đức Thầy trong ngày trở về gần đây, thì chúng ta cố gắng ăn chay cúng lại làm thiện đi. Thầy Đức Thầy cho biết là sớm tối đi nằm y chánh pháp, Thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa, hoặc là làm theo lời chỉ ngày gặp ta. Như vậy bảo đảm với quý vị là ngày gần đây Đức Thầy sau chiến tranh lần thứ ba, Đức Thầy sẽ trở về lập Thượng Vân và lập hội Long Hoa và dựng đời Thượng Cổ, chúng ta sẽ có mặt và sẽ thấy Thầy. Cái thứ hai là tôi cùng toàn cả quý vị nghe lời Thầy tu tỉnh, tin chắc rằng tất cả quý vị ai cũng đều được về Tây Phương Cực Lạc. Qua câu Đức Thầy cho biết Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy nên khổ lao khùng đâu có nại, biển cho đời hiểu đặng đạo màu. Hoặc là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếp những người hiền đức. Như vậy thì kính thưa quý vị, ông Năm Hiệu nghe theo lời Thầy là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dặn sương. Cho nên quý vị mình nghĩ rằng trên trái đất này mình còn lại là mình ngon, nhưng mà bây giờ chiến tranh ở bên Âu Châu nó đang bùng phát về chiến tranh nguyên tử sắp đó, như vậy quý vị có yên không? Rồi bây giờ xăng dầu bây giờ giá đắt lên cao, rồi chiến tranh bùng tới rồi nó bật nữa, quý vị mình chịu nổi không? Như vậy thì cảnh kinh tế thế giới lụng bại, đói nghèo khắp nơi, quý vị mình chịu nổi không? Và chiến tranh nguyên tử nó hủy diệt trái đất ra thành tro bụi, quý vị còn chịu nổi không? Như vậy thì nghe ông Năm Hiệu nó nghe lời của Đức Thầy là sớm về cõi Phật an thân, cho nên ổng duy trì câu niệm Phật, bây giờ ổng đã về Cực Lạc rồi. Cách đây 10 muôn ước cõi Phật, ổng đã có cái thân trong bông sen nở qua, 32 tốn tốt, 80 vẻ đẹp, và đang học đạo với Di Đà, mai mốt để thành Bồ Tát lâm phàm cứu độ chúng sinh. Như vậy thì ông Năm Hiệu khỏe hơn mình không quý vị? Cho nên tôi tin chắc rằng toàn cả quý vị trên trái đất hiện nay ai cũng đều trí thức, nhận cuộc đời này là tạm bợ, thế gian rồi sẽ bị hủy diệt, thân xác của mình rồi nó cũng sẽ tàn tiêu, tất cả thế gian đều trở về không hết. Mà chỉ có cái tâm niệm Phật, cái tâm đó, niệm Phật đó sẽ được Đức A Di Đà phóng ánh từ quang, rước cái hồn mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà có cái thân kim cương ở nơi Niết Bàn, ở nơi Tịnh Độ, ở nơi Cực Lạc, thân đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và cái thân đó sống vĩnh viễn cùng mười phương chư Phật. Dầu cho đất này có biến hoại bao nhiêu triệu lần đi nữa, ai cõi Phật cũng vĩnh viễn trường tồn, và cái thân đó cũng còn sống mãi dưới trần gian. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy có xác định là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tự thần kia đâu dám dắt hồn, thoát lưng chuyển khỏi đeo khổ tử, cuộc y thật muốn chi đủ thứ, khỏi nhọc nhằn lo rồi sinh nhai, chỉ an nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, cả hải chúng thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ân nguyên thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt, chữ hòa thân kể sao cho siết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày, cảnh như như vẫn có đổi thay, không bàn biết phân chia nhân ngã, chẳng dị ngôi gành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu quan ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ gạt gào, chất thô tục tiêu tan mất cả,
cõi tịnh độ lắm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thân tịnh tu thân kéo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình dưới lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm dung quả lành đâu mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Kính chúc toàn cả xa gần trên quý vị trên toàn thế giới, trong nước lẫn ngoài nước, quý vị nên cố gắng lo tu hành để kịp kỳ long hội, tránh cơn nước lửa mưa dầu sắp tới đây, và còn tồn tại ở cõi thượng quan, gặp Phật Di Lặc ra đời, kiến diện bậc chân sư tu hành mới đắc quả, làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, hoặc là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho toàn cả quý vị trên trái đất ai cũng đều tránh ly cơn quả diệt sắp tới, ai cũng đều có mặt gặp thầy trong long hoa hội, ai cũng có mặt trên cõi thượng quân, và ai cũng đều giảng sanh về cực lạc, làm dân, làm đệ tử Phật A Di Đà và sống vĩnh viễn trường tồn. Và chúng tôi cũng đại diện cho đoàn YouTube của Châu Phú xin chân thành cảm ơn cháu nội thứ hai của ông Năm là đã giúp ích cho chúng tôi hoàn thành một cái phim Anh Ba. Anh có đôi điều cuối với cái cuộc phim này. Vậy kính chúc toàn cả quý vị đều được đắc đạo giải thoát. Đến đây xin nhất lời và truyền lại là đạt lời Anh Ba. Nông dân sẽ có đôi lời trong cái cuối đoạn phim hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa anh hai, cháu nội của ông Năm Hiệu thân mến, và là hội trường hôm nay đây, và tất cả quý đồng đạo cũng như quý cộng đồng mạng thân mến như sau. Hôm nay cũng là ngày duyên lành, vì cái tinh thần tôn sư trọng đạo mà đi kỷ niệm lễ đám giỗ của Đức Ông, thân sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ là một phần xác của ơn trên mà chọn lâm phàm để cứu dân độ thế trong cái buổi hạ ơn này vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, đến nay là đúng 83 năm. Thì nãy giờ thấy qua sự trao đổi của anh Ba Hùng và anh hai là cháu nội của ông Năm Hiệu, qua những cái sự hành đạo và duyên may là vô bờ vô bến của ông Năm Hiệu mới được gần bên cạnh của một vị Phật lâm phàm và chép sấm giảng là hộ trì cho Đức Giáo Chủ phổ truyền giáo lý của Ngài trong buổi hạ ơn. Thì xét ra đây là một điều nó là hy hữu hiếm có. Thì bàn qua nãy giờ là ông Năm Hiệu thời đó được dùng chay trường từ là ngày khi gặp được Đức Thầy cho đến ngày lâm chung, và sự lâm chung của ông Năm Hiệu được Đức Thầy về âu yếm bên cạnh và có là hộ trì những cái điều mà giảng sanh của ông Năm Hiệu. Thì để giữ cho đồng đạo tín đồ chúng ta được cái sự chay trường mà trường kỳ, thì qua những lời dạy của Đức Thầy chúng ta đó, Ngài dạy là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà Phật gia đạo trao dồi tâm tánh đại, và giác thiền chuyên chở lúc can qua, can qua sanh chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài sen rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng no, và cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tồi, trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Hoặc giả là cái bài tám câu thi báo hiếu đạo nhà mà Đức Thầy cảnh tỉnh chúng ta là cha mẹ qua đời thủ lễ chay như sau: quải đơm cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mị bài, kẻ chết cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân vầy mới đáng, thì hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay, cũng như lục độ vạn hạnh của Đức Phật dạy quý đồng đạo nghe như sau: bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ, đó là lục độ vạn hạnh của Phật. Còn nơi đây thấy qua sự trường chay của ngài Năm Hiệu thời Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ông có viên tịch vào ngày 27 tháng 5 năm 1945, thì lúc đó ông hưởng dương được 44 tuổi.
Thì nhân dịp đây, trong ngày ghé thăm nhà của ông Năm Hiệu, có anh hai là cháu và nội thứ hai, thì tôi cũng xin nhắc lại những cái sự bền bỉ trên bước đường trường trai mà ngài Thanh Sĩ là đệ tử duy nhất của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Như sau, trích đoạn trong cái quyển Đường Giải Thoát của ngài Thanh Sĩ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nói đạo thường có người đời khiêu nhữ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió trần thổi ngã bất câu giờ nào. Lòng mộ đạo lúc nào cũng có, không kiên tâm là khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong mới là thắng phục được lòng trần gian. Đường đi đến Tây Phan rất khó, nhiều yêu tinh đó ngõ ngăn đàn. Muốn làm chúng nó chạy tan phải lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thở, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền đừng nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mặt đường cách mấy phải thản nhiên đừng giấy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Kính thưa quý vị, đây là ông Thanh Sĩ dựng một sự việc rồi mới kể nội dung như sau. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thê nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối xóm tiếng đồn sư thiện, ông vẫn lo tu luyện hàng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay làm ông phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong dạ, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong lòng. Đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lối xóm giảng lay thăm viếng, ông liền đem chuyện ấy kể ra. Một người trong số đàn na làm thinh lén trở về nhà trước đi. Liền hôm đó thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gỏi gà măng, nào là thịt nướng cá chân nực nồng, khiến ông bắt đem lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hiềm ngại chi. Sư nhất định ăn đi chắc mạnh, nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu. Ông còn ngần ngại hồi lâu, sau rồi ông mới gật đầu liền ăn. Chai lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan thành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó hoành hành nặng hơn. Kế ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào. Cứ gây tội lỗi truyền lao, bị dây quan nghiệt dẫn đầu thai luôn. Chịu nhiều kiếp vào cuồng ra dại, bị nhiều đời chết hải sống kinh, càng là mờ ám chân linh. Lòng không còn biết tưởng tin đạo màu, con ơi đừng quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà hoại có thường. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhẫn, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, nên khi sức kém thần suy, lòng còn thèm khát những gì hiện ra. Trong lúc ấy thắng qua được nó, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn mê theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đọa đài khó ra. Chai lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc chai cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc chai không, mà còn giới lực và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức từ tấm lòng thành thật, từ đáy lòng thành thật làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng đừng để thói dại tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sáng, gần lâm chung không tán loạn tâm. Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, thì linh hồn không bị dắt lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh đừng hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tính giữ được lòng bình tĩnh như trên, thì cõi nào mình muốn siêu lên sẽ là được toại nguyền chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung ít ai bình tĩnh nơi lòng để mà tỉnh trí khi hồn lìa thân. Gần dứt thở tâm trần chưa bỏ, càng tiếc thương càng sợ quảng lên, càng làm cho mối quan khiên nên càng sớm trở lại miền trần gian. Gần dứt thở vững vàng trong trí, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức là có Phật đến nơi rước về. Lòng tha thiết tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện, tức là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dụng công. Đó là vũ sạch bụi hồng, trước giây phút trút linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm là rớt lại phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì phải mau sớm phát Phật tâm, vì trồng lâu là rễ ăn thâm.
dù lời đời lay lắt khó làm tróc nghiêng, biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chạy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông thì những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi, cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân thì sẽ chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Kính thưa quý vị, đó là một đoạn pháp mà Ngài Thanh Sĩ cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta ráng bền chí trên con đường tu học, giữ gìn trai lạc. Dù chúng ta bệnh hoạn mà bác sĩ có chuyển lai như thế nào, bảo ta phải trở đũa ăn mặn, thì chúng ta cũng nghe cái đoạn pháp này là chúng ta không bao giờ quay được hướng thiện. Vì chánh tinh tấn dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dù cho ai phá rối đức tin, ta vẫn cứ một đàn đi tới. Là kính thưa quý vị, nếu ai mà vững vàng được thì không lai động. Thì qua cái đoạn pháp này của Ngài Thanh Sĩ là một môn đệ duy nhất của Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy, nếu chúng ta nghe theo thì chúng ta sẽ thành công. Không bao giờ chúng ta là thối tâm, chuyển hệ là bước qua lúa hay là xuống núi lên non gì hết. Đó là kính thưa quý vị một bài đoạn pháp xin trích trong đường giải thoát Ngài Thanh Sĩ. Kính mong quý vị nhận thức để giữ vững lòng tin. Và là cũng trước khi dứt lời thì xin nhắc quý vị là Đức Thầy dạy chúng ta mà chúng ta nhờ có tin tưởng, có duyên với Ngài, chúng ta đặt niềm tin sâu, là trước hết chúng ta phải có tín nguyện hạnh, và kế đó chúng ta phải có bi trí dũng, và kế đó nữa thì chúng ta mới có chân thiện mỹ, tức là đi đến cái ngày giờ minh tâm kiến thánh, kiến thánh để thành Phật. Và xin kính thưa quý vị, đây là một đoạn pháp mà Ngài dạy thêm chúng ta về niềm tin như sau: tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng cũng nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đặt lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phần nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin cũng chẳng dễ, chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ động, mà dễ động tâm dễ móng sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Do đó sức tự chủ đã không còn nữa, thì muôn việc do là cái đám quỷ ma nó móng nó dắt sự trần. Cho nên kính thưa quý vị, đó là nhắc qua một đoạn trong quyển đường giải thoát nói về là niềm tin. Cho nên xin nhắc lại, kính mong quý vị nhận sức để chúng ta không còn bị lạc lầm trên đường tu, không bao giờ lai chuyển. Dù là gió bão thế nào, bệnh hoạn ra sao, chúng ta vẫn giữ một mực đi tới như chân truyền giáo pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy. Và trước khi dứt lời, hôm nay nhân ngay ngày của nhà của ông cụ Năm Hiệu, thì kính chúc tất cả quý đồng đạo được thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành, cũng như cầu ơn trên mười phương chư Phật hồng ân tam bảo quay lên Đức Thầy, độ cho tất cả quý tín hữu, quý đồng đạo mà nghe trong những cái lời truyền giáo lý mà nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Huỳnh Giáo Chủ và của Ngài Thanh Sĩ, phát tâm lành cũng như Đức Thầy có dạy. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện thì lòng liền phát tâm và tu cho rõ mối quyền thâm, thì quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Ba Bình Dân và chú Ba Thiên Cơ cùng với tất cả quý đồng đạo ở đây luôn. Cảm ơn ông nhiều đã chia sẻ để cho con Châu Phú được biết về ông Năm. Có người điện hay gì là Phật. Có lời nói gì nhắn gửi với anh em không? Tin mạng không ông Hai? Ông có lời nói ông Hai có lời nhắn nào ông Hai? Tôi cũng cầu chúc cho các anh em đồng đạo được có tinh thần tinh tấn theo đạo. Vỗ tay luôn. Cũng cầu mong cho anh ít có ai mà được làm con cháu ông Năm, mà ông Năm về Phật rồi, cho nên vậy mà cầu mong cho tất cả những con cháu của ông Năm ai cũng đều lo tu hành để sau này đến Long Hoa Hội và đến Tây Phương Cực Lạc đều gặp ông Năm cũng giống như là mình gặp trước đây. Thôi kính chúc. Vỗ tay luôn. Vâng, kính thưa quý vị, video Châu Phú đã dài. Châu Phú xin chúc ông Hai và cả đoàn, chú Ba Bình Dân, chú Ba Thiên Cơ lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an và tinh tấn tu hành đến ngày gặp Phật nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn đoàn của Châu Phú.
À, vâng, kính thưa quý vị, kế tiếp sau đây Châu Phú xin kính chúc cho toàn thể quý vị và các bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.